Hello, chào tất cả các bạn nha. Hôm nay là mùng 8 Tết nha các bạn. Đây là mấy cái cây sứ của nhà Tiền nè. Nó bị chết hết ha. Chết hết một cây rồi. Đó. Cây sứ này thì nó mới trổ đây nè các bạn. Chết trổ trổ đây mấy ngày nè, rất là đẹp luôn nè. Màu của nó rất là đẹp luôn nè. Cái bông sứ này nó nở đẹp ghê các bạn. Nè. Rồi bông nó lem rất là đã luôn. Bạn còn hai cái bông nè. Chắc bữa hai bữa nữa nở. Cái màu sứ này như đẹp hơn màu hôm bữa nữa. Tại cái này nó màu hồng nhiều. Còn cái cây hôm bữa này các bạn, nó bị bệnh gì nè. Cái bệnh gì nó bị thối hết cái nhánh này, trổ hoa hôm bữa rồi. Giờ còn có hai nhánh này à. Nên nó cha tiền xịt thuốc à. Mấy cây cái cây này thì nó chưa có bông. Như cây này cũng gần có bông rồi các bạn. Nè. Nó có bông đó các bạn. Hoa gốc của nó nè. Nó yếu rồi, cái tiền buộc cái cây này đỡ. Đây nè mọi người, Tiền đang trong chờ cái cây này nè. Cây này là cái cây sứ màu tím nè. Hôm bữa là Tiền mua 12 cây là 12 màu á. Cái này nó chuẩn bị nó sẽ trổ bông màu tím nè. Thấy cây sứ đẹp quá rồi mua trồng thử. Mỗi cây này nè các bạn, mấy cây màu hồng thì còn được có một cây nè các bạn. Rồi Tết nó ra được có một bông luôn. Lâu ghê luôn, mấy cái có hoa hồng quay cho mọi người xem. Cái này nó chưa có nở bự nha các bạn. Còn mấy cái cây với còn mấy nhánh đây nữa, hy vọng ngày bữa nó sẽ ra cái đọt mới. Còn đây là hai cái chậu mình Tiền chiết cành nữa nè, trồng nó không có bông gì hết trơn. Còn hai cây này bữa mình đổ cái phân này ra, cái mình dắm lại nè. Hôm nay nó cũng sống rồi nè. Sống rồi nè mọi người. Thôi Tiền cho mọi người coi cái bạn thỏ Tiền đem vô trong chậu nè. Này bữa Tiền trồng ngoài, xong Tiền bứng vô trong chậu Tiền trồng nên cũng còn hơi tốt nè các bạn. Không được đẹp mấy nhưng mà còn không còn hơi bông bông. Cái này nó nở sao nè, chứ mấy nhánh trước thì chắc nó tàn hết rồi. Nên cái bông này nở nè các bạn. Nó cũng có tàn một số rồi, hôm qua Tiền có cắt bớt mấy cái tàn. Còn cái này thì nó trổ trước rồi. Lá hư rồi. Nè mấy chậu bạn họ ban mai Tiền nè. Nên nó cũng còn bông hơi đẹp đẹp xíu ha. Nhất là cái chậu này nè các bạn. Bông còn nhiều ghê. Bữa hai bữa nữa chắc nó tàn hết luôn á. Nãy trổ trước rồi nó lem vàng nè. Ở này hơi cam. Năm sau á mình mua, mình kiếm nhiều loại mình mua mình trồng. Nay Tiền trồng có hai loại à. Tiền thích cái bạn thỏ ban mai này dữ lắm. Trồng lên cái màu nó đẹp ghê. Cái cây nào mà tốt nha thì bông của nó bự. Còn cái chậu nào mà nó yếu mà bông nó nhỏ xíu à. Nè các bạn, bông nó cũng hơi ấy nè. Hơi trọng xíu nè. Có chậu bông nó nhỏ xíu à. Bên đây cũng còn một chút. Ủa con gà nhảy gãi uổng ghê. Này là cái bông màu nó mới trổ nè các bạn. Xong rồi cái nó tàn. Nó tàn từ từ rồi nó màu hơi như vậy. Rồi xong cái nó qua này. Này hơi trắng, nó càng trắng mà trắng vàng chừng nào là cái nó bông nó gần tàn nè. Mọi người sẽ đánh nè,
Chứ hôm bữa cái này nó trổ như vậy nè, đẹp lắm. Bên đây cũng gần tàn luôn rồi mọi người. Nè, cái chậu này nè, chậu này nè nó không có tốt mấy nè, nó bông nó rất là nhỏ xíu à. Này cũng thích mấy cây sống đời này ghê, mới kiếm màu vàng màu cam trồng. Nó trổ bông đẹp ghê mà lâu nữa. Cái bông này thì nó tàn rồi nè các bạn. Nó đen đen rồi, nó đường đen đen ở giữa rồi, còn được mấy bông. Trong này là cái chậu thùng xốp của mình nè. Hôm bữa tiền có quay cho mọi người xem á. Thì bữa nay nó cũng tàn hết rồi các bạn ạ. Bông này thì nó mới trổ nè, đẹp ghê luôn. Qua tiền lũa mấy cái cây mà nó hơi tàn tàn rồi nè. Tiền cắt tiền bỏ bớt rồi. Này nó trổ bông nè. Trổ nó mới nó trổ thì nó còn đỏ. Còn cái này thì cái mặt cạp nè, mới trổ thì nó còn dày rồi, nó gần tàn thì nó sẽ như thế này. Nên hình nhìn đẹp ghê các bạn. Mấy chậu này giờ nó te tua trong tàn. Còn được chậu này hơi xanh xanh này các bạn. Bông nó ra nữa nè. Mình có tới nước nó dính trên nó thúi. Hư. Bông này tàn rồi nè. Này chuẩn bị nở nè. Còn nhị trong. Cái này bỏ cũng được rồi mà để cho nó trổ bông coi chơi được. Có bông hoa rồi vui. Không có hoa thì quay hoa mùa giờ cho mọi người xem nè. Mấy chậu hoa mùa giờ nè cũng rất là đẹp nè. Xum xuê luôn. Buổi sáng nó trổ bông nha bạn, mà giờ nó tại tiền mới trồng lại á. Mới trồng lại nó cũng chưa có bông nhiều. Lúc trước nó bông nhiều lắm. Quay mấy nay tiền quay rõ hơn cho mọi người xem nè. Giờ mọi người nào mà có nón bảo hiểm cũ á, mọi người cứ lấy rồi đục hết mấy cái lỗ dưới đáy rồi bỏ phân vô rồi mình trồng nè. Trồng mình treo có chơi. Nhìn trồng nó tốt ghê luôn nè mọi người. Wow. Mới trồng lại đây cũng gần 2 tháng á. Nó có búp nhiều, có búp bông nhiều mà nó chưa có nở. Còn này ở trước nhà nè, trước nhà của mình nè. Nên nó bông nó cũng tàn hết rồi mọi người ơi. Hoa mai cũng vậy nữa, hoa mai giờ nó ra lá hết trơn rồi. Bông này chắc nó cũng mới trổ sao nè các bạn. Một số kia giờ nó tàn hết trơn rồi. Giờ bố tiền để cho nó cái bông nào nó già già, nó có cái hột nó cứng nó đen đen á. Mình đem gieo nữa. Cho tới mùa mưa nó có hoa. Và tiền xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Chúc các bạn ngày vui vẻ nha. Bye bye.